Kính thưa quý vị, hai cô gái bị ném axit ở Zanzibar đã được đưa về Anh Quốc để chữa trị, tin từ London. Hai cô gái Anh bị ném axit ở Zanzibar đã được đưa về London trong ngày thứ Sáu và đang điều trị tại bệnh viện. Qua bản tuyên bố cho báo chí của Bệnh viện Chelsea và Westminster, hai cô gái đang ở trong tình trạng không nghiêm trọng và gia đình đang ở với họ. Cảnh sát Zanzibar cho biết là đã bắt giữ được hai người tình nghi và đang thẩm vấn. Cảnh sát Zanzibar đã treo giải thưởng 10 triệu shilling tương đương là 6.200 Mỹ Kim cho những ai cung cấp tin tức có thể bắt được hung thủ. Nguyên nhân hai cô gái bị ném axit hiện chưa biết rõ. Hai người đàn ông đi xe gắn máy đã ném axit vào hai cô gái Anh Quốc tại vùng tự trị Zanzibar của Tanzania, làm cho hai cô gái bị thương ở mặt, ngực và lưng. Cả hai cô gái đều ở 18 tuổi, đã bị tấn công khi bước vào một tiệm ăn ở Stone Town, là khu di sản thế giới lôi cuốn nhiều du khách. Hai cô gái này đã qua Zanzibar làm việc tình nguyện cho một ngôi trường địa phương. Mà cảnh sát nói rằng đây là một vụ tấn công đơn lẻ, không liên hệ với tình trạng căng thẳng tôn giáo trên đảo. Nhóm Uamsho, có nghĩa là thức tỉnh, đã tranh đấu đòi Zanzibar ly khai khỏi Tanzania từ năm 1964. Nhóm này muốn thành lập quốc gia Zanzibar và thi hành luật Hồi giáo. Những người ủng hộ nhóm này thường xuyên xuống đường biểu tình và xô xát với cảnh sát trên đường phố. Du lịch là lợi tức đứng hàng thứ nhì ở Tanzania sau hầm mỏ. Vụ bạo động sẽ làm ảnh hưởng tới ngành du lịch của Tanzania.